chậm. Đầu tiên là mình sẽ tạo một cái project. Thế thì mình sẽ tạo với cái project với cái trạm QC của mình ở bên kia nhá, cái là 1500. Có đầy đủ HMI. Thì đây là cái chỗ mà mình lưu lưu cái project của mình đúng không? Biết cách này rồi đúng không? Cái này biết rồi, không biết. Mình sẽ add cái thiết bị vào cái project của mình. Add new device. Add thiết bị. Thì đây có cái thiết bị có bộ controller cho bộ PC đấy. HMI PC system. Mình sẽ add cái con PC 1511 PN là của thiết bị con PC của mình có bên kia. Rằng cái bảy nhé con này nhé. AK không rồi. PC 2.5. Bây giờ con này thì nó sẽ mình sẽ xem nó có những cái cổng gì ở đây. Thì ở đây nó mới chỉ có cái cổng của Fainet thôi, nó chưa có đầu vào đầu ra gì đâu. Nên là bên kia thì nó sẽ ép một cái, nó sẽ có cái module mở rộng đầu vào đầu ra số, đầu vào đầu ra tương tự đó. Thì mình sẽ ép vào. Cái này là nó sẽ có cái module đầu vào số này. 16 đầu vào số 224 VDC đúng không? Một chiều module này là module đầu vào đầu ra số. Đấy, và một module đầu vào đầu ra tương tự. Module này. Ok. Ok. Bây giờ để làm một cái ví dụ. Một ví dụ là sử dụng mấy cái timer nhá. Sử dụng mấy cái timer. Mình đến qua bạn timer một tí nhá. Hay dùng mà đúng không? Thì còn viết chương trình đây thì mình có các cái kiểu viết chương trình, viết theo kiểu chương trình con, chương trình có cấu trúc ấy, thì mình có thể add ở đây. Nhưng tuy nhiên là vài ví dụ đơn giản thì mình sẽ viết mỗi viết luôn ở trong chương trình chính thôi nhé. Có thể add các function này thì sau này mình viết chương trình mà cần viết chương trình con, viết chương trình hàm thì mình sẽ viết riêng. Ok, thì mình sẽ giới thiệu con này. Để mình viết cái chương trình cơ bản điều khiển dùng mấy cái timer. Điều khiển mấy cái đèn, cái chế độ của timer xem nó như thế nào, timer hoạt động nào. Thì đây có bốn cái timer chính mà mình đối với quả PC để 1500, 1500 tạo chế theo đây là tạo xung này, DP là tạo xung này, GN là power này. Mình không hiểu được cái ý nghĩa của nó tác dụng làm gì thì mình có thể xem ở cái phần này. Có tài liệu tiếng Việt, nếu mà tiếng Anh thì mình xem luôn ở trực tiếp ở cái hack của nó. Đó. Thì cái trong cái hack này thì nó sẽ rất là mô tả khá là chi tiết đầy đủ về các cái tham số của timer cần đưa vào rồi thì ý nghĩa của nó như thế nào. Nếu mà không hiểu thì mình có thể là đây là các tham số đưa vào này, không hiểu thì mình có thể xem luôn cái timing của nó đây. Mình nhìn đây mình hiểu ngay đúng không? Cái đầu vào này, khi có đầu vào thì nó đã có xung ở đầu ra và cái giá trị thanh đi tức thời cái current ấy, thanh đi đếm nó sẽ đếm tiến lên đến khi bằng với lại giá trị đặt. Giá trị PT là giá trị đặt, giá trị ET là giá trị tức thời của nó. Bằng giá trị đặt thì nó xung này nó sẽ về không. Mình nhìn lên thì mình sẽ hiểu ngay được cái ý nghĩa của cái cứ có xung đầu vào cái nó sẽ có xung ngay. Đó, có xung vào. Mình nhìn lên mình sẽ hiểu được ngay cái ý nghĩa của cái timer đấy là nó làm gì, đúng không? Đấy, sau này các bạn làm ở công nghiệp thế thì các bạn xem thông qua việc là chúng ta xem cái hép của chương trình nó sẽ rất là đầy đủ. Được chưa? Mình xem thì có thể xem được ngay những cái ý nghĩa của nó. Được chưa? Nhưng sau này mình học thế đến cái phần nào ví dụ PID cái thứ thì mình có thể xem ý nghĩa của nó. Được.
thầy làm một cái ví dụ nhé. Mơ xuống nữa. Đặt tấm T1 đi. Tu nữa. Cái này là một tham mơ 2 đi. Một cái on đi. Là tạo chữ theo sườn, bên là tạo chữ theo sườn lên mà có nhớ. Đấy, thầy nhắc lại luôn các bạn, còn nhớ những kiến thức này không? Không, quên rồi. Thầy nhớ xem lại nhé. Đây là tạo chữ theo sườn xuống này. Sườn xuống. Tê họp. Tê ban. Tạo dễ theo sườn lên thì mình đặt lên thì mới đặt là nút 1 đi, lần 1 đúng không, đèn 1. Thời gian mình có thể đặt là tạo xung, mình có thể xung là 5 giây thôi đúng không, 5 giây như thế. Mình có thể đưa ra một cái vùng nhớ để mình quan sát cái vùng nhớ đấy. MD, một cái vùng nhớ MD thì nó sẽ chiếm 43, MD2 đi chẳng hạn. Okay. Nhé, rồi lần 2. Lần 2. Đây là tạo chữ theo sườn lên. Có nhớ mình đặt 7 giây đi. Rồi đi 6. Lần 3. Đây đi, 8 giây. Đây thôi. Đây là này. Đây 4. Đây 4, đó. Có thể đơn vị là mini dây được, hoặc là dây, mình để dây nhá, mini dây nó nhanh lắm đúng không? Vâng. À, nút là reset, mình có thể reset. Cái này lấy được cả tiếng Việt nhé, nếu mà làm một giải thích bằng tiếng Việt thì đưa vào đây. Mà bây giờ mình định nghĩa các cái tag này, mình có thể định nghĩa từ trước cũng được, đúng không? Bây giờ thầy định nghĩa cũng được. Nhanh thôi. Thao tác, ví dụ như là nút ấn thì quy định nó, nếu mà mình tí mình sẽ dẫn lại thiết kế cái HMI nữa, cho nên là mình sẽ dùng một cái vùng nhớ M, vùng nhớ cờ, global memory nhé, cờ, đấy, ok, đèn này thì nó sẽ là vùng nhớ đầu ra đi, đầu ra Q, output, global output, ok, nút ấn này cũng sẽ cờ thôi. Mình thao tác trên HMI mà mình sẽ ấn nó trên HMI đấy. Mình check xem tuyên truyền có bị lỗi không. Nó để ở đây này. Combine đúng không? Chương trình
là có bị lỗi như thế nào không? Lỗi thì nó sẽ báo. Chương trình nó rất là thân thiện, nó sẽ dùng. Không có lỗi gì mà không phải báo đúng không? Bây giờ mình muốn chạy giả lập. Thì sau khi mình cài cái tin sim ấy, thì nó sẽ có cái giả lập của mình ấn ở đây này. Start simulation này. Ấn lên. Xem nào. Cái tăng simulation này nó có chưa? Thì cái bản mới này, bản 14 thì phải có. Máy kia rồi có một cái máy nữa, bản 14. Nó sẽ search trên cái ID của mình, nó sẽ search cái fixy giả lập. Lát chương trình xuống. Ok, bây giờ mình có thể chạy online để mình xem nó hoạt động thế nào, đúng không? Mình có thể quan sát nó, để nó ngồi chẳng hạn. Mình nhìn thời gian này, ta đây là tạo sung, sung có tín hiệu theo sung, đúng không? Đây để 5 giây thì nó sẽ được tạo cái sung 5 giây, hay giống như cái timing của ngã nhìn xem. Rồi đấy, mình có thể là thay đổi để mình xem quan sát, đúng không? Thì đây là cái bài toán là mình có thể thao tác trên máy để mình kiểm tra xem chương trình của mình đúng hay không. Thế thì đây là xong cái phần mình tạo xong một cái ví dụ đơn giản là như thế, đúng không? Bây giờ mình tạo thêm một cái HMI, từ HMI mình sẽ nạp chương trình xuống để mình điều khiển cái HMI đấy, điều khiển PC đấy. Thế mình sẽ ép cái HMI của cái trạm bên kia, cái trạm có HMI mà ép thêm, ép new device tiếp vào cái project của mình, được chưa? Project của mình ép thêm con này 9 display nhé, đúng cái con mà mình có bên kia thôi. Đó, con này, đúng không? Ok, ép nó vào. Kết nối phòng PC của mình đây, đúng không? Nó sẽ kết nối theo chuẩn của Ethernet. Ethernet nó sẽ ra một cái hình cho mình, một cái giao diện để mình thiết kế giao diện, đúng không? Dạ. Sẽ lấy cái đèn. Reset đấy, đúng không? Ừ. Tên lại cho nó, đúng không? Bước 1. Bước 1, đúng không? Bước 2, bước 1. Có 7 rồi đấy. 7
Thế thì máy mình có bao không chạy được. Mà lên đến 10 đăng này nó cũng nặng mà. Mình có thể hiển thị cái thời gian ra đây nhé. Hiển thị thời gian mình kéo cái tab của thằng PC đưa vào. Điện. Sao nhỉ? Thời gian của mấy các camera đó. Là một số đặc tính cho nó nhá. Đặc tính như đèn. Đèn thì mình chỉ cần nó hiển thị sáng tối thôi đúng không? Đổi màu thì biết thôi đúng không? Đó, mình đã, đây là mình imagine này, nó kia đèn dynamic. Hello. Hello này đúng không? Đèn. Mình sẽ add cái tag của nó, những cái tag ấy. Không, bình thường máy có thể chạy nhanh không? Máy này là coi i7 rồi cơ mà. Thế em ấy. Không hẳn đâu. Hay không cắm sạc. Cảm giác nó bị chậm chậm. Cảm giác nó chỉ hơi nặng máy một tí. Sao bình thường máy này chạy thì em gọi là máy thầy coi i7 rồi mà chạy. Tắt máy. 4-5 ngày này tắt máy, để máy lại. Mà máy mình quay 3 nhưng sao mà chạy nó mới. Quay 3. Mấy ngày không tắt máy thế là có vấn đề gì không? Tắt máy cái này.
này nó dùng nguồn điện nhanh hơn sao ấy. Ừ, đúng rồi. Chẳng ơi. Nó dùng các đồ họa của ấy đúng không? Không phải là... Không hẳn. Mất hẳn. Không có dù à? Là vậy sao? Đúng là không nên khen cái gì mà. Bấm không? Bấm thì nó sẽ phức tạp hơn một tí. Là mình sẽ phải thiết lập cái tính chất cho nó. Mình ấn vào thì nó on, nó thả ra thì nó off đi, nó reset đi. Ừ. Nó có nhiều tính quét này, đi thả ra này, tiếp đi click. Ok, mình để này, quét này, khi mà quét thì mình sẽ, nó sẽ set bit, edit bit. Mình dùng nhiều cái edit bit này nhé. Khi mà ấn vào thì mình nó sẽ set bit. Bit này là bit bit này là bit nào biết không? Sẽ xét cái bit bit 1 đúng không? Relay cho nên mình thả ra đúng không? À. Reset bit. Nó thay. Reset bit 1 luôn. Đúng không? À. Ấn vào thì reset nó lên, còn bỏ ra thì reset nó. Reset nó. PVC tab đúng không? Cái này quen rồi đúng không? Mình sẽ học PVC rồi gì? Mình chưa thầy dạy hay dạy nhỉ? DLC của em là thầy điện ạ. Lúc 3 đúng không nhỉ? Vâng. Thầy điện à? Thầy điện dạy tốt quá. Đúng không? Vâng. Set
rồi. À, nút reset nữa. Reset. Mình làm bài nó nhiều thì cũng lâu lắm. Rồi cái đập các đặc tính, rồi đập biến di chuyển của các kiểu nữa. Đấy là cái cách mình tạo trên giao diện nó đẹp đó. Nhưng mà không thì không cần thiết, mình chỉ cần đặt chữ số ra được. Sau này mình chỉ cần đặt thông số điều khiển nó nút bấm. Mình tạo bác nút bấm đúng không? Ừ. Ok xong. Rồi mình check xem có bị lỗi gì không? Sát ở đây được, nhưng sau này mình làm ở nhà mình có thể mở lên mình xem, hoặc là mình chạy mình bảo vệ đồ án ấy thì mình sẽ phải chạy trên máy tính luôn ý. Đúng không? Nếu mà không có ở trên máy này có thể nhìn luôn. Đây, mình có thể là mình có thể bật nhìn mình điều khiển như thế này, ấn nút này, nó sáng nó sung, nó sung 5 giây đấy, đúng không? Vâng. Sung đủ 5 giây, luôn, nó có sung, tắt đi thì nó không bị, nó cứ đúng đủ 5 giây. Giây. Ừ, đủ 5 giây một sung, đúng không? Một sung thì 5 giây, thời gian, được chưa? Nhà dưới đây. Rồi ví dụ như cái timer này nó là T-on. T-on là tạo chế cho sườn lên mà không nhớ. Nên là nó có, cứ có sườn lên nó sẽ có, nó sẽ đợi đến khi nó bắt đầu đến này. Nên mình phải giữ. Nó sẽ phụ thuộc vào sườn lên, nó không phải giữ. Nên nó bắt đầu đến. Thời gian là 7 giây. 7 giây. Sau 7 giây thì nó sẽ on. On. Bây giờ mình bỏ đi thì nó sẽ mất. Nhớ nguyên tắc của cái timer T-on chưa? Ừ. Cái đấy phải xem lại nhá. Về lý thuyết thì cứ xem, không hiểu về tập lệnh như thế nào thì sẽ hỏi sau cho mình xem lại. Trên bây giờ học lại. Thấy chưa? On. Giữ. Ok. Lại tạo chế cho sườn xuống này. Sườn xuống thì là mình sẽ ấn cái thì nó chưa đến thời gian, nhưng mà điều ra nó sẽ on rồi. Ừ. Nhưng mà khi mình nhả ra thì nó sẽ tính thời gian từ thời điểm đấy đến khi mà kết thúc thì nó sẽ nhả ra, ví dụ dùng trong cái bãi số đỗ xe tự động chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà đi xe nó đi vào, nó đi hết vào rồi thì nó cái cảm biến nó không bắt được nữa thì nó có sườn xuống, thì nó dùng cái sườn xuống để nó đóng cái barrier này. Thì bây giờ mình bỏ ra thì bắt đầu nó tính thời gian này, nó bắt đầu tính thời gian 5 giây, sau 5 giây nó sẽ tắt cái này, tắt được chưa? Đúng không? Ừ. Còn cái loại này là cái loại tăng hơn nữa, là cái loại mà tạo chế cho sườn lên mà có nhớ. Có nhớ chỉ cần nhấn một cái thôi. Đó. Nhấn cái thì nó sẽ tăng, bỏ ra thì nó giữ lại đấy. Đúng không? Ừ. Không nhấn cái nó lại tăng tiếp này.
bình thường như cái này là không nhớ thì là bỏ ra là nó phải không hết đúng không? Còn nhớ này, nó lại tăng này, nhưng mà bỏ ra thì nó lại giữ nhớ ở đấy này đúng không? Bây giờ đủ đến 8 giây thì 8 nó sẽ giây sáng. Bắt đầu đấy đúng không? Đấy, mà muốn nó về không thì nút reset này hiểu không? Đến nguyên tắc của 4 bộ tham mơ này là trùng trong cái F7-12-15 như trong. Thế sao là mình lập trình thì có những bài mình dùng tham mơ mình dùng nhé. Counter thứ thì dùng sau đấy mình có thể dùng trong tùy từng cái bài công nghệ cụ thể mình dùng. Thế còn cái hôm nay là mình hướng dẫn các bạn cách để mình dùng lập trình như thế nào, cách mà dùng HMI để chạy là làm cái thứ như nào, cái HMI như nào. Nên cái là cơ bản nhất thì mình bắt đầu với một cái này là những cái này những bạn nào mà trước mình học rồi thì đã học rồi, được tôi giới thiệu rồi, tuy nhiên không nhớ thì bây giờ mình phải xem cách yếu tố mình cách như thế nào.